Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Khánh Hòa tối thứ Năm ngày 24 tháng 10 năm 2024. Trong chương trình tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị quán triệt các văn bản liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Cần khắc phục tồn tại chậm trễ trong thi công cũng như việc hoàn thành trách nhiệm pháp lý ở chung cư xã hội BH Nha Trang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày và quán triệt nội dung hướng dẫn số 74 về công tác tư tưởng và tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng dẫn số 75 về công tác trang trí khánh tiết tại Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Các văn bản này nhằm bảo đảm công tác tổ chức đại hội được triển khai bài bản, chặt chẽ, góp phần vào sự thành công của các đại hội đảng bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày kế hoạch số 212 triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo Đại hội Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu hướng dẫn số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đặc biệt quy chế bầu cử trong Đảng và kế hoạch số 219 về việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đối với cấp cơ sở đã được quán triệt kỹ lưỡng. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai nhanh chóng và toàn diện các chỉ thị hướng dẫn từ cấp trên đến từ cơ quan đơn vị địa phương, yêu cầu các cấp các ngành phải tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương và quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm việc thực hiện đúng theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, tổ chức thành công các đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương và cả nước. Chiều nay, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 1196 ngày 28 tháng 9 năm 2024 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 1196, hướng dẫn triển khai nghị quyết số 09 ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vô dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp huyện rà soát lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn thực hiện dự án lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp theo nghị quyết 1196. Ủy ban Nhân dân các địa phương Diên Khánh, Ninh Hòa, Nha Trang đã ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị công bố nghị quyết 1196, đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết 1196, chuẩn bị các nội dung phục vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn bố trí, sắp xếp nhân sự, bố trí trụ sở, v.v. Sau khi nghe các địa phương, sở ngành báo cáo tình hình thực hiện, các khó khăn vướng mắc, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và các cơ quan địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền về nghị quyết 1196, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Thành ủy Nha Trang, huyện ủy Diên Khánh và thị ủy Ninh Hòa chịu trách nhiệm về công tác cán bộ ở các xã phường sáp nhập. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Diên Khánh chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã, phường mới để bầu các chức danh, đảm bảo đến ngày 1 tháng 11 chính thức đưa các đơn vị hành chính cấp xã, phường mới đi vào hoạt động ổn định, không làm gián đoạn giao dịch dân sự của người dân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hoạt động giáo dục, an sinh xã hội diễn ra thông suốt. Sáng nay tại thành phố Nha Trang, báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho 60 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 3 tỉnh. Đến dự có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong đợt trao lần này, mỗi tân sinh viên được nhận suất học bổng trị giá 15 triệu đồng, tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Khánh Hòa, tổng công ty Khánh Việt, công ty cổ phần nước giải khát Sanex Khánh Hòa và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ. Ngoài ra, chương trình trao tặng 3 máy tính sách tay cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thiếu thiết bị học tập do quỹ khuyến học Vinacam, công ty cổ phần tập đoàn Vinacam tài trợ. Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 10 suất học bổng tiếng Anh, khóa luyện thi IELTS miễn phí cho tân sinh viên tỉnh Khánh Hòa. Ra đời từ năm 2003, đến nay chương trình Tiếp sức đến trường đã trao học bổng cho hơn 24.500 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng kinh phí hơn 219 tỷ đồng. Riêng năm nay, chương trình trao tặng học bổng cho hơn 1.100 tân sinh viên với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao ý nghĩa cũng như giá trị nhân văn mà chương trình học bổng Tiếp sức đến trường mang lại cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm niềm tin và sức mạnh trên con đường nỗ lực học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi sự đồng hành chung tay đóng góp của toàn xã hội cũng như các tổ chức doanh nghiệp mạnh thường quân, cá nhân tiếp tục đồng hành cùng chương trình để quỹ học bổng Tiếp sức đến trường luôn là cầu nối, kết nối vạn tấm lòng, chung tay chăm lo cho nhiều hơn nửa thế hệ trẻ, những nhân tài của đất nước vững bước vào đời. Chiều nay, ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các thành viên đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về giám sát chuyên đề công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực lâm nghiệp. Tham dự làm việc có ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan. Theo kết quả giám sát, toàn tỉnh hiện có hơn 244.600 hecta có rừng, gồm 238.274 hecta rừng và 6.331 hecta đã trồng, chưa đạt tiêu chí thành rừng. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh là 45,58%. Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, toàn tỉnh phát hiện hơn 1.200 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, đã xử lý 1.027 vụ. Đoàn giám sát kiến nghị các sở ngành liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững, hiệu quả đối với toàn bộ diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được trồng mới. Ủy ban nhân dân cấp huyện và các chủ rừng đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kết luận làm việc, ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án đã chuyển mục đích sử dụng rừng, vì vậy cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng thay thế, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, có chế độ đãi ngộ đối với lực lượng giữ rừng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 1 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa từng bước phục hồi và có sự tăng trưởng trở lại. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, vượt mốc 100.000 tỷ đồng, xếp thứ 22 trên 63 tỉnh, thành phố, cả nước. Đồng thời tiếp tục duy trì là một trong 18 địa phương có đóng góp cao vào ngân sách trung ương, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, nâng cao. GDP năm 2022 tăng 20,7%, cao nhất cả nước. Năm 2023 tăng 10,24%, đứng thứ tư cả nước. 9 tháng năm 2024, GRDP của tỉnh tăng 10,45%, xếp thứ 6 cả nước và xếp thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Nghị quyết số 09 NQTU của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã mở ra cơ hội vàng để tỉnh phát triển bứt phá, đặc biệt là có nhiều thay đổi về thẩm quyền quyết định của tỉnh trong lĩnh vực đất đai. Qua gần 3 năm triển khai thực hiện cơ chế chính sách đã mang lại kết quả phát triển tích cực cho tỉnh. Chính vì vậy, cần có giải pháp đồng bộ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù nhằm khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Trong cái tốc độ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế số, có một cái vấn đề đó là chúng ta sẽ tăng cái quy mô nền kinh tế, đặc biệt là tăng cái thu nhập GDP bình quân đầu người của chúng ta. Hiện nay là quy mô kinh tế của Khánh Hòa vẫn còn tương đối nhỏ, GDP bình quân đầu người cũng còn thấp, cho nên cái vấn đề này rất quan trọng, nó còn làm chúng ta thúc đẩy vấn đề cho chúng ta tạo việc làm, vấn đề tăng thu nhập, phải thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là phải mang cái tính thời đại
đó là phải dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong cái thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế này phải hướng đến những cái ngành mà có giá trị gia tăng. Và cái thứ ba, nhiệm vụ thứ ba đó là chúng ta phải chuyển dịch cơ cấu lao động. Cùng với quản lý quy hoạch, thực hiện các hiệu quả cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù của Trung ương, thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương cũng được tỉnh xác định là nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đầu tiên trong 10 nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vừa mới thông qua các cái quy hoạch và mới làm được một số cái quy hoạch phân khu thì đến nay chúng tôi đã chính thức kêu gọi được 18 tỷ đô vào đầu tư ở các cái khu vực. Riêng khu Băng Bông thì Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý và báo cáo với Thủ tướng cho phép xây dựng sân bay quốc tế Băng Bông với hình thức PPP. Đối với đô thị sân bay Cam Lâm thì hiện nay đã có 4 dự án và đang đề nghị Bộ Kế hoạch chuẩn bị cho cái việc triển khai với tổng mức đầu tư là 286.000 tỷ. Và mới đây thì chúng tôi cũng chấp thuận cái khu đô thị hỗn hợp Phước Long Bình Thái khoảng 16.000 tỷ. Như vậy cộng tất cả những dự án đã triển khai và báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép thì hiện nay chúng tôi đã huy động được 18 tỷ đô la trong tổng số là 40 tỷ. Như vậy là còn 5 năm nữa là cái việc này là tỉnh phải hết sức là cố gắng thì các nhà đầu tư tiếp tục là sẽ đến với Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện sau gần 3 năm triển khai nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, giai đoạn 2025-2030, tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách tạo động lực cho phát triển tỉnh Khánh Hòa theo hướng bao trùm và bền vững. Cùng với đó, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, bền vững, đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số các ngành du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Chiều nay, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở ngành, đơn vị liên quan để đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, nhu cầu vốn đầu tư công thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 là hơn 265 tỷ 700 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 19 trên 31 dự án công nghệ thông tin đã triển khai từ vốn đầu tư công năm 2024. Tỉnh đã phân bổ cho các dự án là hơn 95 tỷ đồng, đạt 32,92%. Tỷ lệ giải ngân tính đến cuối tháng 9 năm nay chỉ đạt 19,23%. Đối với 82 nhiệm vụ triển khai dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp năm 2024, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 11,45% trong tổng kinh phí đặt cấp. Nhìn chung, công tác tổ chức triển khai, giải ngân các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng vốn đầu tư công năm 2024 còn chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác đấu thầu, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng, tổ chức triển khai nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Kết luận làm việc, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng các dự án đầu tư chuyển đổi số, công nghệ thông tin mang tính đặc thù, trong khi các văn bản hướng dẫn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực này liên tục sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tiến bộ khoa học công nghệ, nhiều đổi mới đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần rà soát lại quy định pháp luật trong đầu tư, đề xuất mô hình quản lý hạ tầng số theo hướng hợp lý, tiếp tục đề xuất nội dung trong quá trình xây dựng nghị quyết về đầu tư ở lĩnh vực chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các sở ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án, rà soát nguồn vốn đầu tư trong năm 2024 và năm 2025. Chiều nay tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị rà soát tiến độ chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2024. 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Tham dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương có liên quan.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến nay các nội dung kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân đang được các đơn vị triển khai và bám sát tiến độ được giao. Trong đó trọng tâm là chương trình lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, triển lãm về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, liên hoan chiến sĩ hát và hát về chiến sĩ lần thứ 33. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thăm tặng quà và xây dựng, sửa chữa nhà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, báo Khánh Hòa đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền quảng bá về hoạt động kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, các chương trình hoạt động về nguồn đến với địa chỉ đỏ. Tại hội nghị, các sở ban ngành địa phương đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa 2 tháng 4 năm 1975, 2 tháng 4 năm 2025 và 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiến nghị các sở ngành địa phương tiếp tục bám sát nội dung được xác định trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và các hoạt động lớn khác, từ đó tham mưu triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định và nhiệm vụ được giao. Sáng nay tại Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa và Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Ngôn ngữ học ứng dụng trong xu hướng toàn cầu hóa. Hội thảo là diễn đàn học thuật quy tụ hơn 200 nhà khoa học chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước nhằm thảo luận về tiến bộ và ứng dụng của ngôn ngữ học trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Hội thảo có 82 báo cáo chất lượng đã được lựa chọn trong tổng số 95 bài nộp về hội thảo, với 48 báo cáo được trình bày trực tiếp trong phiên toàn thể và 9 phiên tiểu ban chuyên đề. Chủ đề chính của hội thảo là hướng đến việc nghiên cứu, trao đổi và ứng dụng ngôn ngữ học vào thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu tại Việt Nam. Các báo cáo tập trung vào việc áp dụng ngôn ngữ học để nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy tiếng Việt và các ngôn ngữ khác trong bối cảnh toàn cầu hóa, đặc biệt khi xu hướng kết nối quốc tế ngày càng trở nên sâu rộng. Trường Đại học Khánh Hòa, đơn vị tổ chức hội thảo, đã không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước. Trong những năm qua, Trường Đại học Khánh Hòa đã thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học và viện nghiên cứu đến từ các nước Pháp, Canada, Hàn Quốc, Liên bang Nga và nhiều quốc gia khác. Chiều nay, Chi hội Lữ hành Khánh Hòa trực thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2020-2024, tuy hoạt động du lịch gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Chi hội Lữ hành Khánh Hòa đã duy trì hoạt động kết nối phát triển hội viên từ năm 2022. Khi du lịch bắt đầu phục hồi, Chi hội Lữ hành Khánh Hòa đã kết nối các dịch vụ, xây dựng sản phẩm phù hợp thị trường và thế mạnh địa phương, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch Nha Trang Khánh Hòa, tổ chức kết nối doanh nghiệp Lữ hành Khánh Hòa với các đối tác trong và ngoài tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp đón các đoàn farm trip trong và ngoài nước như Australia, Trung Quốc, Indonesia đến khảo sát du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Bên cạnh đó, chi hội còn tổ chức hoạt động từ thiện xã hội, hưởng ứng cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão Yagi. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2024-2029 với 17 thành viên. Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú tái đắc cử, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Khánh Hòa. Đại hội đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó phát triển hội viên lên 80 thành viên, củng cố công tác tổ chức và đẩy mạnh hoạt động lữ hành, xây dựng bộ sản phẩm đặc trưng của du lịch Nha Trang, Khánh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác quản lý và giám sát tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Nha Trang đang trở thành mối quan tâm của không chỉ cơ quan chức năng mà còn của hàng ngàn hộ dân sinh sống tại các khu chung cư. Một trong những công trình đoàn công tác của tỉnh mới đi kiểm tra là chung cư xã hội BH Nha Trang. Một dự án đang vấp phải nhiều chỉ trích từ cư dân do những tồn tại chậm trễ trong thi công cũng như việc hoàn thành trách nhiệm pháp lý từ phía chủ đầu tư. Chung cư xã hội BH Nha Trang ban đầu được kỳ vọng sẽ cung cấp cho cư dân môi trường sống an toàn và hiện đại. Tuy nhiên, thực tế diễn ra không mấy suôn sẻ. Một trong những vấn đề đáng chú ý là dự án đã đi vào hoạt động từ nhiều năm qua, nhưng đến nay, việc thi công tầng 3 và tầng 26 của tòa nhà chưa được hoàn tất. Điều này gây thiệt thòi cho các hộ gia đình đã sinh sống nhiều năm nay tại chung cư vì vẫn chưa được cấp sổ hồng, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi pháp lý mà còn tạo nhiều bức xúc trong cộng đồng cư dân. Số bàn giao là 1.085 căn,
trên tổng số 1.216 căn, tỷ lệ 89.2. Trước đại hoàn hành của chủ đầu tư trước đây và cũng như hiện tại bây giờ của ban quản trị thì cũng đã thực hiện theo đúng cái hướng dẫn của công an phường Vĩnh Trường trong việc kê khai tạm trú và lưu trú tại dự án này. Và tới hôm nay thì tình hình của an ninh tự ở đây thì cũng chưa có vấn đề gì mà nổi trội. Chung cư xã hội BH không chỉ chậm tiến độ thi công mà chủ đầu tư còn chậm bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị chung cư. Đã nhiều lần bị tỉnh, thành phố và ngành chức năng nhắc nhở, nhưng chủ đầu tư vẫn không hoàn thành trách nhiệm, khiến cư dân rất lo ngại về việc sửa chữa, bảo trì các hạng mục chung của tòa nhà. Sở Xây dựng đã yêu cầu ban quản trị làm việc với chủ đầu tư để thống nhất việc bàn giao quỹ bảo trì. Nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Theo thông tư 02 về hướng dẫn về quản lý nhà chung cư và hiện nay là thông tư 05 của 2024 thì cũng yêu cầu là trước khi mà chuyển giao cái tiền này, bàn giao cái kinh phí bảo trì này thì phải có cái biên bản giữa hai bên phải ký. Đó là hai bên chốt như thế. Thì ban thành phố sẽ ra văn bản yêu cầu thực hiện và đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện cái việc này, sẽ tiếp tục theo dõi theo giai đoạn sau. Làm việc mới đây với đoàn kiểm tra, đại diện chủ đầu tư chung cư xã hội BH Nha Trang cho biết đã bàn giao 12 trên 20 tỷ đồng tạm tính, đồng thời cam kết sẽ làm việc với ban quản trị, chốt con số kinh phí bảo trì chính thức và sẽ có lộ trình bàn giao đủ đến cuối tháng 12 năm nay. Các vấn đề tồn đọng ở chung cư xã hội BH Nha Trang cần được giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cư dân. Đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ rõ những sai phạm và yêu cầu khắc phục, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn tất hệ thống phòng cháy chữa cháy và bàn giao đầy đủ quỹ bảo trì. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều chung cư, tòa nhà căn hộ hiện nay trên địa bàn thành phố Nha Trang. Các ngành chức năng và địa phương cần quyết liệt xử lý sai phạm nhằm mang lại cuộc sống ổn định cho cư dân. Những hình ảnh của phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.